Chúng ta phải mở đồ chơi nhanh nha, vì thời gian có hạn. Rồi, chị Bích bật đèn lên. Quản. Đây là studio của chị Bích ở đây. Mai mốt có thời gian thì chị Bích sẽ quay kỹ hơn cho các em xem nha. Đây là cái phòng quay, cái bàn quay. Sơ sơ ở đây có rất là nhiều đồ chơi trên đây. Rồi, chúng ta hãy mở đèn studio lên nào. Wow, vô mắt rồi. Bên đây nữa. Đây là cái bàn quay phim của chị Bích đó. Chị Bích cần có rất là nhiều đèn. Đây, đèn trên, đèn dưới, đèn trái, đèn phải, đây nữa, mở đèn lên. Úp, cái này, nhìn chui vô mới được. Đây, cái chui điện đây. Rồi, quên nữa, quên lấy đồ chơi, Binet nhắm mắt lại đi. Hôm nay chị Binet có đồ chơi bất ngờ cho bạn Binet mở luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ chơi bất ngờ cho bạn Binet mở trước khi đi học nha. Đó, đây là một cái máy xay. Đây là một cái máy xay bột đây, máy xay sinh tố gì đó. Đúng rồi, máy xay bột Playwright. Rồi. Bạn Binet sẽ bất ngờ cho xem. Binet nhắm mắt nha. Nhắm mắt. Cái đồ bên bài. Chưa nha, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Cái gì đó Binet? It's a blender. A blender. Các em, blender có nghĩa là máy trộn, trộn bột. Đẹp phải không? Wow, dễ thương quá. Can I see a button? Yeah. Các em hãy vào và đăng ký trên kênh của bé Binet tại nút subscribe hay còn gọi là nút đăng ký màu đỏ tại đây nhé. Đăng ký để nhận được thông báo khi chị Binet và bé Binet ra video mới nhé. Chúc các em xem video vui vẻ và sau video này các em hãy nhớ share video cho các bạn khác. Chị Binet và bé Binet rất cảm ơn các em. Rồi bây giờ bạn Binet sẽ để màu xanh kẹo gumball màu xanh vào trong cái máy này. I cannot eat gumball. Binet không có ăn được. Binet, cái răng của Binet bị lung lơ rồi. Rồi được rồi, xoay được rồi. Rồi, bị kẹt luôn rồi, nhiều quá không được. Binet không xay kẹo được đâu, cái này chỉ xay nước thôi. Ủa, được nè. Bây giờ đến màu gì con? Màu xanh lá cây. Ok, bây giờ bạn Binet sẽ cho kẹo màu xanh lá cây vào. 1 2 3 4 5 Bỏ nữa đi. 6 7 8 9 10 Giỏi quá, mình đã học điếm nữa hả? Rồi mình đã xoay như thế nào? Good job, giỏi quá rồi. Hai màu này xong rồi. Bây giờ Binet sẽ học sắc màu thứ ba. Màu sắc thứ ba đó là màu gì con? Indigo. Màu tím. Indigo. Tiếng Việt là màu tím. Indigo. Hả? Màu tím. Giỏi, màu tím bởi vào đây lần. Tím. Màu tím. Màu tím. Rồi, good job. Wow. Try this time. Nói tiếng Việt thôi, mấy rồi? 5 1 2 3 4 5. Rồi Binet phải làm nhanh lên đi, chúng ta sắp đến giờ đi học rồi đó. Thế rồi bây giờ đến màu gì đây Binet? Màu vàng. Đúng rồi Binet, đọc lớn lên. Màu vàng. Giỏi. Rồi, bây giờ Binet sẽ xoay màu vàng. Rồi, wow, màu vàng thật là đẹp. Đây, cháu thích rồi. Yeah. Ủa, phục âm luôn rồi.
rồi, Bina sẽ để một vòng vào đây. Đẹp quá, sắc màu. Bây giờ đến màu gì cuối cùng đây? Lập tiếng Việt là màu gì cơ? Màu này là màu gì? Màu cam. Màu cam, good. Để vô, một, đếm đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Giỏi. Hai, ba, bốn. Rồi bây giờ bà Venus sẽ trộn tất cả các màu lại với nhau. Bây giờ đến màu gì Venus? Màu xanh đi, màu xanh lá cây đi. Một cam rồi, mình đã trộn một cam rồi, đúng không? Một, hai. Rồi một cam được rồi, bây giờ đến màu xanh lá cây. Một, hai, ba, bốn. Bây giờ đến màu xanh cho trời. Một, hai, ba. Rồi, đến màu tím. Một, hai, ba, đập. Nó có hơi nhiều quá, bây giờ nó hết xoay được rồi. Rồi, bây giờ dùng tay thử xem, dùng tay xem nào. Rồi, dùng tay đánh lên thử xem. À, lấy ra bớt hả? Cũng được. That will do it. Thử xem nào. Vẫn còn bị kẹt. Được rồi, Rồi, video của Baby Nest đến đây là hết rồi. Chị Bí Đỏ và Baby Nest mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Rồi, Baby Nest mới chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Các em hãy vào và đăng ký thành viên trên kênh của Baby Nest nhé.